Tất cả các học viên lớp cảm xạ căn bản trình độ ABK 166 thành phố Hồ Chí Minh ngay trong buổi tập rung động thư giãn đầu tiên đều cảm nhận rõ ràng lợi ích mà rung động thư giãn mang lại. Sau khi thả lỏng và để cho hệ thần kinh tự động của cơ thể tự điều chỉnh, mỗi học viên rung động một cách khác nhau. Nhưng sau 30 phút tập luyện, mọi người đều thấy rất dễ chịu. Học viên Sơn đến từ Na Uy cảm nhận gân cốt được giãn ra, nhẹ người, nhẹ đầu, rất thoải mái. Học viên Hải Yến rất vui sướng và ngạc nhiên thấy dễ chịu như được tập thể dục. Học viên Huyền lúc trước có vấn đề ở cánh tay phải khiến tay không giơ lên vai được và không quạt ra sau được, thì chỉ sau lần đầu tập rung động thư giãn, cánh tay đã có thể đẩy ra đằng sau được. Sự căng thẳng của học viên Linh sau ít phút rung động thư giãn thì đã được đẩy lùi. Anh cảm nhận bây giờ đầu óc nhẹ nhàng, tỉnh táo. Rung động thư giãn hiệu quả thật quá bất ngờ. Lắc liên tục, càng thư giãn là càng lắc, càng thả lỏng rồi nó lắc càng mạnh, nó lắc thêm một cái chiều. Sao chị cùng là nghiêng về bên này và ngửa ra làm sao? Đúng rồi, càng thả lỏng là càng lắc mạnh. Chân là lúc nào cũng có tư thế sạc ra, tự giống như tập thể dục đổ hết một con, có tư thế là đổ ra làm sao. Mình lắc nhưng mà càng thả lỏng thì cái độ lắc nó càng tại có điều nó chuyển hơn, nhưng mà nó chuyển qua lắc tay, bắt đầu nó thả lỏng lại, nó xoay tròn chút thì nó nghe, chút thì nó xoay tròn. Như là đi tập yoga hơn tập yoga. Thay thư giãn rung động nó nghe đầu nhẹ thả lỏng rồi nó bắt đầu nó thả lỏng thoải mái, cái cơ khớp mình nó sẽ thư giãn ở cái tay phải. Thì lúc mà em tập là em thấy nó, lúc em thư giãn thì nó đẩy cái tay của em lên khá là cao, mà bình thường lại tay em đang có vấn đề là em không có đẩy lên sau lên cao được, thì là lúc đẩy nó giữ khá là lâu, em có ý thức nó giữ khá là lâu. Thì em có muốn là em muốn đẩy cả, thường thường lúc đầu em thấy là nó lung đưa cả hai tay thì em muốn đẩy cái tay trái ra, nhưng mà lúc mà em thử đẩy thì em không đẩy cái tay trái mà chỉ có đẩy cái tay phải. Cũng lúc mà rung động đôi lúc cũng đôi nhẹ thôi, cũng cảm giác nhẹ, nhưng mà tới lúc mà nó từ buồn ngủ luôn, giống như là cảm giác như nó rất là muốn ngủ, thì giờ thấy nhẹ hơn, thấy thoải mái hơn. Lúc đầu căng thẳng, giờ giống như khi mình xả ra rồi thì giống như là giờ cũng không có lo nghĩ gì hết, tỉnh táo.